Tối qua 30 tháng 11 tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 990 năm danh sưng Nghệ An 1030-2020 và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn, huyện Nam Đàn. Cùng dự có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ban, ngành, trung ương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm vị trí vai trò giá trị đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt nơi đã sinh ra chủ tịch hồ chí minh vị cha già dân tộc chủ tịch quốc hội lưu ý là một tỉnh có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên phong phú có biển có rừng có đồng bằng và đang có những bước chuyển mình ấn tượng thời gian qua nghệ an cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng của tỉnh, địa phương cũng cần phát triển đột phá hơn nữa để sớm trở thành tỉnh khá của cả nước là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao ở vùng Bắc Trung Bộ. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và của quê hương xứ Nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An biến khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn, huyện Nam Đàn.